Xin chào anh chị, ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị cái cách thức làm sao để chúng ta có thể chia sẻ cái danh thiếp bán hàng của Big Family cho khách hàng của chúng ta. Và danh thiếp của bán hàng của Big Family thì có rất nhiều các chức năng anh chị ạ. Trong video này thì tôi chỉ hướng dẫn anh chị cái chức năng là chia sẻ cho khách hàng tiềm năng anh chị nhé. Và chúng ta sẽ chia sẻ danh thiếp cho khách hàng ngay trên điện thoại của mình trong 3 tình huống. Tình huống thứ nhất đó chính là anh chị gọi cho khách hàng mà khách hàng nói là không có nhu cầu, chưa quan tâm. Đối với những khách hàng này thì dù chúng ta có xử lý từ chối tốt trên điện thoại đi chăng nữa thì khách hàng cũng rất khó để có thể bắt nhịp và bước vào câu chuyện bảo hiểm anh chị ạ. Nhưng mà nguồn khách hàng luôn hữu hạn, cho nên là anh chị phải trân trọng cái nguồn khách hàng đó, và chúng ta phải làm sao để không có đánh mất khách hàng của mình anh chị nhé. Anh chị hãy add Zalo của khách hàng hoặc add Facebook và nhắn những tin nhắn thật là lịch sự để khách hàng họ đồng ý add friend với anh chị. Sau đó anh chị hãy chia sẻ cái danh thiếp này cho khách hàng của chúng ta, hoặc là khi mà anh chị đăng ký danh thiếp tại Big Family ấy, thì chúng tôi sẽ tạo cho anh chị một cái mã QR để anh chị chia sẻ cho khách hàng qua Zalo. Anh chị phải gửi cái tin nhắn thật là chuyên nghiệp vào để khách hàng họ dễ dàng quét cái mã QR để họ có thể bước vào cái danh thiếp điện tử, và ngay trên đường link của danh thiếp là có tên của anh chị, khách hàng họ rất dễ dàng vào đây. Và ấn tượng đầu tiên đó chính là hình ảnh của anh chị. Anh chị có biết là khách hàng của Việt Nam á, tỷ lệ khách hàng mà họ chưa tham gia bảo hiểm, đa số là họ rất là ngại gặp người tư vấn, tại vì họ sợ là tư vấn viên, tư vấn không chuyên nghiệp nhưng vẫn chèo kéo khách hàng, làm cho khách hàng họ rất sợ khi có nhu cầu tìm hiểu bảo hiểm anh chị ạ. Cho nên là việc chúng ta công khai cái hình ảnh của anh chị lên đây, thông tin về sản phẩm này, thông tin về anh chị và giới thiệu rất là chi tiết về bảo hiểm ở đây, đồng thời có một cái quy trình tư vấn rất là rõ ràng, khiến cho khách hàng họ thấy anh chị chuyên nghiệp, họ sẽ cởi mở hơn khi nhờ anh chị tư vấn bảo hiểm anh chị ạ. Tại vì Việt Nam là tỷ lệ tầng lớp trung lưu giàu có là cao hàng đầu châu Á anh chị nhé, cho nên thực tế khách hàng họ có nhu cầu mua bảo hiểm rất cao nhưng họ rất ngại tìm hiểu bảo hiểm vì họ sợ gặp một người tư vấn không chuyên nghiệp. Cho nên là cái hình ảnh anh chị khi mà đưa lên trên nền tảng online và thông qua danh thiếp điện tử của Big Family sẽ giúp khách hàng họ xóa tan được rất nhiều rào cản, dù cho đó là người xa lạ hay người thân quen anh chị nhé. Anh chị sẽ thấy này, sau khi khách hàng họ thấy được cái thông tin của anh chị, rất nhiều thông tin, họ có thể gọi điện cho anh chị này, hoặc là nhắn tin, hoặc là gửi email, chat Zalo và chat Facebook cùng anh chị. Và đây là cách để chúng ta trân trọng những khách hàng mà họ chưa kịp tìm hiểu bảo hiểm đã từ chối anh chị ạ. Như vậy là chúng ta sẽ không đánh mất nhiều khách hàng. Và khi mà có một cái danh thiếp điện tử trực tuyến sẽ giúp cho anh chị gia tăng được niềm tin khách hàng nhiều hơn. Đặc biệt là khách hàng ở thế hệ trẻ thì họ có xu hướng là đọc sản phẩm trên online nhiều hơn. Cho nên là có nhiều khách hàng khi anh chị gọi điện thì họ rất là khó để có thể cho anh chị gặp ngay cuộc gặp đầu tiên. Mà anh chị gửi cái danh thiếp qua thì họ sẵn lòng lên đây và đọc các cái sản phẩm bảo hiểm anh chị nhé. Và cái cách mà giúp cho khách hàng đọc trước sản phẩm này á, sẽ giúp anh chị đỡ vất vả hơn anh chị. Nếu không á, anh chị gọi điện cho khách hàng này, sau đó tới nhà khách hàng mình trực chờ để mình gặp, không bằng là mình gửi cho người ta đọc. Và anh chị lưu ý là cái chuyện mà anh chị ngồi với khách hàng nói hàng tiếng đồng hồ nhưng mà khách hàng họ vẫn không quan tâm bảo hiểm, không có nghĩa rằng khách hàng họ không đọc trực tuyến anh chị nhé. Đó là do anh chị chọn phân khúc khách hàng mà họ chủ động á. Những khách hàng chủ động là những khách hàng có tài chính tốt và họ rất là độc lập anh chị nhé. Những khách hàng này họ luôn muốn tự tìm hiểu. Vì vậy cái cách thiết kế của Big Family là dành cho những cái phân khúc khách hàng đó. Và đa số khách hàng chủ động có tài chính tốt thì họ thường chưa tham gia bảo hiểm và họ luôn chờ đợi một người tư vấn chuyên nghiệp. Đó là lý do tại sao mà dân số Việt Nam cứ chỉ có 10% dân số tham gia bảo hiểm thôi anh chị ạ. Tại vì một cái phân khúc khách hàng ở phía trên, tư vấn viên của chúng ta chưa tiếp cận được, do họ thích cái sự chủ động. Và ở đây có rất nhiều các thông tin nữa anh chị nhé. Anh chị tham khảo để thấy được là khách hàng vào đây họ sẽ thấy được chân dung của người tư vấn chuyên nghiệp như thế nào. Họ sẽ ấn tượng với anh chị và rất dễ dàng liên hệ với anh chị. Và đây là cách thứ nhất anh chị nhé. Và cách thứ hai là cái cách mà khi anh chị đến những nơi đông người và anh chị muốn tiếp cận một cái nguồn khách hàng ở đó thì anh chị làm sao để có thể chia sẻ danh thiếp của mình. Lúc này thì anh chị có thể là mở cái mã QR, tại vì khi mà anh chị đăng ký dịch vụ tại Big Family á, thì chúng tôi sẽ tạo mã QR và anh chị sử dụng mã QR này. Và khi mà anh chị ở nơi đông người, anh chị muốn tiếp cận nguồn khách hàng lạnh đúng không ạ, thì anh chị có thể là, nếu anh chị sử dụng điện thoại iPhone á, anh chị có thể là bấm vào cái phần chia sẻ cái mã QR này và có thể gửi cho khách hàng thông qua
các cái tiện ích ở trên điện thoại của anh chị, và đặc biệt đó là một cái chức năng là AirDrop, tức là gửi cho những cái người lạ ở xung quanh mình và họ cũng đang sử dụng điện thoại iPhone và đang bật cái AirDrop này lên. Cho nên là đây là một cái cách thức để anh chị khi đi uống cà phê hoặc đến những trung tâm thương mại, đến nơi đông người, anh chị có thể vô tình kiếm được khá nhiều nguồn khách hàng lạnh đấy anh chị ạ. Và đây là một cái bí quyết để anh chị tìm kiếm khách hàng, và khi khách hàng họ quét cái mã QR này, họ thấy được đầy đủ thông tin của anh chị thì cái độ tín nhiệm của họ cũng rất cao để sẵn sàng tìm hiểu sâu hơn. Cách thức thứ ba là anh chị hãy vào học viện của Big Family, tại vì cách thức thứ ba này là một cách thức hướng dẫn cho anh chị khai thác nguồn khách hàng lạnh dài hạn. Anh chị vào trang danh thiếp của mình anh chị nhé, anh chị kéo xuống ở dưới cùng danh thiếp, anh chị sẽ thấy phần dành cho chuyên gia bảo hiểm đúng không ạ? Anh chị bấm vào phần học viện dành cho chuyên gia. Ngay trên học viện của chúng tôi thì có rất nhiều các tài nguyên miễn phí. Anh chị có thể nghiên cứu và xem anh chị nhé. Anh chị xem bất kỳ lúc nào cũng được. Nhưng mà trong cách thứ ba này thì anh chị hãy chọn cái phần là hướng dẫn chi tiết về Facebook Marketing dành riêng cho ngành bảo hiểm anh chị nhé. Ở đây có rất nhiều bài học chi tiết anh chị ạ. Và đây là những bài học dài hạn để giúp cho anh chị sẽ đi được rất bền, rất lâu ở trong ngành bảo hiểm. Và cách thứ ba này thì anh chị phải lên học viện của chúng tôi học anh chị ạ, tại vì gồm rất là nhiều nội dung anh chị ạ. Chúc anh chị là sẽ áp dụng ba cái cách thức này hiệu quả để chúng ta có thể là tìm kiếm thêm các nguồn khách hàng lạnh từ danh thiếp điện tử của Big Family anh chị nhé. Xin chào anh chị và chúc anh chị thành công ạ.